mani padme hum. Mani padme hum. Biệt nhất là nghề trồng cựa đá gà ăn tiền. Tới một cái Tết thì ông trồng cựa gà rất là nhiều để cho bà con tạo ra những cái việc mà đá độ với nhau. Mà thử hỏi bà con mình thấy coi, mình đem dao, mình đem là cựa như lại đó để mình xúi người ta đâm chém với nhau, đó là cái nghiệp rất là nặng nha quý vị. Còn huống chi á, là mình sát giết như vậy thì ở đây nó mình lấy cái đồng tiền mà làm cho sanh mạng người ta mỗi một ngày đó. Ông chồng biết bao nhiêu cựa gà để mà đâm chém với nhau trong vòng mấy phút là một mạng, trong vòng mấy phút một mạng, thì một năm quý vị tính cho kỹ 365 ngày. Như vậy thì bà con mình thấy đi, cái việc mà giết chóc này đó nó rất là nhiều cái sanh mạng quý vị. Thì hôm nay đó, vào cái thời điểm đặc biệt nhất đó là 6 năm sau, có một ngày nọ buổi sáng, ông chuẩn bị đem tất cả bộ cựa gà để ra để trồng bộ cựa. À, đầu tiên là ông gặp một cái con gà mà ngày xưa đó quý vị tôi còn nhớ, là con gà này đặc biệt nhất đó là nó là con gà đó là ta kêu cái nghề nghiệp của người ta, ta kêu bằng con gà nó có dễ dép á. Con gà này đã rất là hay. Khi ông trồng cái bộ cặp cửa chốt vô á thì ông thả nó đi qua đi lại thì hình như là ông cũng thấy là nó vừa ý. Nhưng mà không ngờ cái nhân quả nó sẽ tới 6 năm sau. Khi ông trồng cái cặp ngựa cựa gà xong rồi đó quý vị, ông quay cái lưng lại, ông lấy cái dùa nước ngày xưa đựng cái dùa lúa với dùa nước không, chứ không phải là đựng thau bây giờ. Ông vừa quay ra ông khum xuống thì con gà nó quay lại, nó mới bay lại, nó đá vô chân của ông, đó là một cái như vậy là nó lúc cái cựa trong cái bắp chuối quý vị. Nó đâm một cái, một đó là dính cái cựa con gà nó vô cái bắp chuối ông luôn. Đó thì ông la lên đó, thì trong nhà lấy chạy ra thì bắt con gà là giật ra như vậy thì máu me đầm đều quý vị. Là toàn thể đó là bà con ở hai bên đó người ta thấy vậy người ta cũng chạy qua người ta tiếp. Mà ngày thời gian đó đó là toàn bộ những cái việc mà thuốc men không phải như bây giờ, chỉ lấy là thuốc nam, cỏ mực đồ này kia để đắp thôi, nhưng mà nó không có bao giờ nó hết. À, như vậy thì trong cái thời gian đắp thuốc nó cũng trôi hoài, thuốc cũng thuốc lá đồ này kia cũng đưa vô cũng không có có hết máu được. Thì tóc mới chở ông xuống ngay chân chỗ bệnh viện. Ngày xưa đó là ở tại Long Xuyên mới có quý vị. Đưa ông xuống là nằm ở dưới. Như vậy là qua cái thời gian như vậy là suốt 3 tháng trời, nó chỉ hành cái dấu mà gà nó đâm á đó. Bà con mình nghĩ coi, thí dụ như mình đứt tay đứt chân mà còn cỡ đó, còn huống chi đó là mình đem dao đem cựa đến đây để mà mình xúi người ta giết chóc với nhau để mình ăn tiền. Như vậy thì cái nhân quả này không bao giờ quý vị nào chạy sức được hết trơn đó. Mà hiện tại bây giờ đó mình gây nghiệp dữ á, thì nó sẽ quan tương báo. Kính thưa toàn thể cô bác, thì cái việc mà làm như vậy đó, đây là một cái nhân quả mà kéo dài cho vậy là tới 6 tháng đó quý vị. Ông nằm bác sĩ chích thuốc vô thì nó hết, rồi trở về thì ông ghen, rồi nó nhức, rồi nó sanh ra sưng, nó sưng rồi là bắt đầu là chị vừa hết rồi thì nó tới cái việc mà đáo đi đáo lợi cho tới 6 tháng sau quý vị. Thì ở đây đó, theo tôi nghĩ đó, 6 năm thì đúng vào cái thời kỳ 6 tháng đó, ông hai này, ổng cuối cùng của ổng đó, vào cái tháng cuối cùng đó là ông mất. Ông bị hành mà đến đổi nó sưng lên tới từ ở dưới chân mà nó sưng luôn lên tới ở dưới cái mông luôn, là không thể nào trị được. Nó chỉ có một cái dấu vết là gà đâm thôi quý vị, mà nó đơn sơ vậy thôi mà nó hành đến đổi là trả cái nhân quả như thế đó. Như vậy thì qua cái tháng thứ 6 thì ông nhắc nhở toàn thể ở trong gia đình, ông nói thôi con ơi, từ đây sắp tới cha đã biết được cái nhân quả, cái nghiệp của cha đã gây tạo như vậy để nuôi con.
Thì hôm nay cha đã biết được cái việc mà quả báo của cha rồi. Ngày xưa ta nói là quả báo chứ không phải là nhân quả bây giờ. Thì ta nói thôi, bây giờ ông nói thôi, các con khi trở về sau này đó, khi cha có mất rồi, các con phải quay đầu hướng thiện để mà hồi hướng cái công đức cho cha. Bởi vì trong cái việc mà nuôi con hôm nay nó gây tạo quá nhiều, cha nào là xúi dục, đâm chém rồi giết chóc với nhau để lấy cái đồng tiền nuôi con, thì hôm nay cha phải đành trả cái nghiệp này thôi chứ chị không có hết. Thì trong gia đình đó, thím hai và các chị các em đó đưa ông về tới nhà. Thì trong vòng có mấy ngày sau thì ông lâm vào cái cơn bệnh đó là không thể nào trị được. Tự nhiên nó sưng từ dưới chân lên tới mình rồi tắt hơi luôn quý vị. Thì kính thưa toàn thể cô bác ở đời, thì mình nghĩ cái nhân quả này là trên hết. Nếu con người mình tạo gây nhân thì phải gặp quả, giết người thì phải đền mạng. Hôm nay cái mẫu chuyện nhân quả trồng cựa gà mà bị cái nghiệp mà nó đâm trở lại, đây là cái mẫu chuyện thứ nhất mà tôi xin mạn phép để kể cho bà con mình nghe. Thì cũng trân trọng chào cô bác và anh chị em. Ông bác ngày xưa ông sống về cái nghề là cào cá. Ông sống về nghề cào cá mà ngày xưa ông sắm một chiếc ghe để cào thường năm đó. Ông cào vào những cái mùa nước nổi á, thì ông cào rất là nhiều. Ông cào rất là nhiều để mà dính cá rồi về lên chợ bán. Như vậy thì một ngày nọ đó, ông cào dính, ngày xưa đó loại gọi là cái con cua đinh đúng quý vị. Ngày xưa có ở dưới sông mình có loại cua đinh. Ông cào dính con cua đinh như vậy đó là lên đem lên chiếc ghe đó. Như vậy là đem lên cân như vậy đó là ông bắt năm đó. Ông cân con cua đinh là nó 20 mấy, gần 30 kg quý vị. Con cua đinh. Thì ông đem về ở trên đó, ở trên nhà thì cá mắm thì bán, nhưng mà cua đinh thì ông để đó. Ông để ở trên cái con cua đinh đó, ổng mới là đem lên trên bờ, ổng buộc lại đó đó. Mà lúc đó tôi còn nhớ là khi lên gặp con cua đinh đó quý vị, không biết là cái tâm linh, cái tánh linh như thế nào mà khi mình lợi đó, hai hàng nước mắt của con cua đinh đó là hoàn toàn nó nhiễu nước mắt xuống như vậy đó. Mà ông á, thì lúc đó cái người mà ngày xưa đó người ta chỉ cần biết là cái lợi đem cái thu tiền vô thôi, chứ người ta đâu có nghĩ là cái việc mà tội lỗi gì. Thì ông hâm để đó đi, để là ngày mai đó mình mổ xẻ nó ra đặng mình đem ra chợ bán kiếm một số tiền. Như vậy thì lúc đó tôi còn nhớ là khi tôi lại chùa An Thới đó, tôi đi về ngang đó thì tôi thấy nhìn con cua đinh mà hai hàng nước mắt nó nhiễu xuống, mà tôi nói ủa sao lạ vậy, cái này là thật là hai cái hàng nước mắt nó nhiễu xuống. Mà tôi vô tôi nói với anh Sáu là con của ông bác Năm, nói sao mà con cua đinh nó lại khóc kỳ vậy anh Sáu. Thì anh Sáu ảnh mới nói vậy, ảnh nói không phải đâu cưng ơi, tại con nó sống ở dưới nước nó vậy thôi, chứ thật sự ra là tôi nhận rõ là hai hàng nước mắt nó nhiễu xuống. Bởi vì nó nghe cái lời hâm, có nghĩa là bà con mình thấy đó, con vật nào nó cũng nhận được cái lời nói, nhưng thật ra nó không có nói được thôi. Thì xin thưa với cô bác, thấy được con cua đinh này đó, tôi về tôi rất là đau xót. Tuy là nhỏ, nhưng mà ngày xưa khi tôi học lớp 4, tôi học xong rồi đó, tôi lại chùa, tôi ăn cơm rồi tôi cúng rồi tôi mới về nhà. Như vậy thì tôi theo dõi thử coi, thì cái buổi sáng đó qua cái buổi chiều thì ở trong gia đình đó, ta đem cua đinh ra ta làm thịt đó, ta làm thịt, ta cắt, ta xẻ thịt ra, ta xẻ thịt ra để mà một số thì cũng ăn, còn một số thì cũng đem ra chia bán cho ở tại chợ kiếm được số tiền quý vị. Thì cái năm đó là năm 1975 qua tới năm 1976. Trong một cái giai đoạn, ông bác này đó ngày xưa ổng có tham gia qua là lính ngụy đó. Thì ông được là cách mạng người ta mời ông mà đi để mà thường thường người ta nói ngày xưa đó là cải tạo đó quý vị. Thì ông làm con cua đinh xong rồi đó,
ông về đó ăn uống xong rồi thì qua có mấy ngày sau thì bên cách mạng người ta mời ông để mà cải tạo mấy tháng. Ông được mời đi vô quận ở trong chổng để mà học cải tạo á, thì tưởng đâu là mời là thôi, nhưng mà vô chổng đó mấy ổng đem vô, mấy ổng nhốt ông vô ở trong cái phòng cũng như là phòng tối, bởi vì ngày xưa ông có tham gia qua vấn đề mà lính ngụy ngày xưa đó quý vị, mà đem vô đó ngồi đó ha, nằm á, thì lúc đó là nằm á, thì cũng là chỉ có bề ngang á, thì nó vừa với cái giường thôi, mà cái ngồi á thì nó cũng chỉ có khum khỏi cái đầu mình chút thôi. Như vậy á thì mỗi một bữa như vậy thì đưa vô cho ông á chỉ có một chén cơm với một miếng muối mà quậy với bột ngọt ăn thôi. Thì lúc đó ông vừa bưng cái chén cơm lên mà ông nhớ lại, ông nhớ lại cái nhân quả này đó, ông nhớ lại ngày xưa mà ông cầm tù cái con ba con cua đinh này đó, là nó hai ngày như vậy đó. Ông ngồi đó ông vừa ăn mà ông vừa khóc, ông vừa ăn mà ông vừa rơi nước mắt đó. Như vậy thì đến khi mà ông nhớ chực lại đó, rồi ông mới cầm cái chén cơm ông ăn đó, ông mới nhớ lại là hai hàng nước mắt mà lúc đó đó là ông ngồi ông dòm cái con cua đinh đó, ông mới nhớ lại đây là cái nhân quả của ông đã gây ra. Mà ông bác này không có ngoài ra, đây là ông bác thứ năm của ông già, anh thứ năm của ông già tôi đó. Như vậy thì ông mới nhắn gửi với con cháu á, các con nên nhớ là như thế này, mình đừng có giết sanh vật bằng cách là nó quá thế như vậy, có nghĩa là nó là sinh mình, có nghĩa là tha cho nó, nhưng mà mình cố ý mình giết nó. Mà Đức Thầy đã nói là giết sanh vật đầy lòng kiêu cách, tưởng rằng mình như thế là ngoan, khuyên bá gia bá tánh diệt đàn, chớ sát hại mạng người như thế. Cái loài vật và loài người nó cũng tương xứng linh hồn với nhau, mà nó sinh mình, mà nó sinh nó không thể nói được. Rồi hôm nay là mình mổ xẻ ra để mình ăn thịt và bán buôn nó, đây là cái nhân quả của tía làm như vậy. Thì hôm nay các con phải nên nhớ, từ đây sắp lên các con phải là diệt bỏ những cái việc mà chài lưới câu cá đồ này hết, để mà trở về cái con đường hành đạo theo Phật theo thầy cho đến ngày giải thoát. Thì cái mẫu chuyện hôm nay đó bà con mình thấy rõ, đó là một cái việc thứ hai mà chúng ta đã sát giết trong cái linh hồn, cái nhân quả này. Thì cũng mong muốn làm sao cô bác và anh chị em nghe được cái chuyện nhân quả thứ hai này, thì kêu gọi bà con mình có dùng tất cả các con vật thì mình nên dùng cho nó vừa. Thí dụ như ăn thì mình ăn một con ha, mình đừng có sát giết bằng cách là kêu cách. Như vậy thì cái linh hồn của con người của mình nó mới được giải thoát. Mà nếu con người của mình mà còn sát giết, mà còn là giết vật cúng tế, hoặc là giết vật để ăn, để làm những cái việc có lợi ích cho trong cái gia đình của mình, đó là nó sẽ đọa vào tam đồ, có nghĩa là mãi mãi không có thể nào vượt lên được. Thì mẫu chuyện thứ hai tôi vừa kể qua, rồi xin thưa toàn thể chư quý vị, cũng mong muốn bà con chúng ta hôm nay nghe được, bà con mình cũng nhớ là ở đời thì chúng ta phải có nhân và có quả. Thì mình gieo giống nào thì mình hưởng giống nấy. Thì kính chúc toàn thể chư quý vị trong cái hai mẫu chuyện vừa qua, thì toàn thể cô bác và anh chị em nghe được cũng nên nhớ là Đức Thầy đã dạy đó, cái luật nhân quả chúng ta hôm nay đó, trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, trong cái việc làm của chúng ta đó, nên nhớ đó là cái quả báo này nó trả dai đó, nó rất nhanh nghe quý vị. Thì hôm nay đó trồng cây thì sẽ hưởng, mà thầy nói rõ là trồng cây lành dị quả thơm tho, thì tuy không thấy mà sao chẳng mất. Thì hôm nay đó, trước nhất là chúng ta phải làm tất cả các việc từ thiện và hành theo lời của Đức Thầy đã chỉ dạy, giết mạng người đó. Như vậy thì chớ có sát vật, chớ có giết vật. Mình á, nếu mà mình giết một mạng người thì mình sẽ đền một mạng,
mà nếu giết 10 mạng thì sẽ đền một mạng 10 mạng. Mà người muốn giải thoát về cảnh giới của Phật thì mình phải nên là giữ giới cấm, mà thầy nói là gìn giới cấm, sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Tất cả các lòng tà này nó có nào là sát sanh hại vật, nào là đủ thứ vân vân, gọi là những cái việc làm của chúng ta hôm nay thì phải tuân thủ theo lời của Đức Thầy và Đức Phật dạy. Kính chúc toàn thể chư quý vị tâm an, thân khỏe để hành theo giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy, được ngày viên thành công viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Không có xa, khoảng chừng cỡ 5 năm trở lại đây, ở dưới cái sông Tiền thuộc về Thanh Bình, thì tôi sẽ chứng kiến thấy rõ những cái điều kiện đặc biệt nhất là người đi xịt cá. Anh này ảnh có cái nghề là đi xịt cá bằng điện lạnh đó quý vị. Như vậy thì vào một cái thời gian mùa nước nổi thì thường thường anh bơi xuồng, anh đi xịt cá từ ở dưới chợ dài lên, rồi đảo về từ ở dôi dội lộ lỡ anh chở về thì tới chợ anh bán cá. Thì ngày này ngày nọ như vậy thì mỗi một năm, mỗi một tháng anh là quân bình như vậy đó, thì ngày nào anh cũng kiếm từ 5-6 kg cá trắng cá đen về để anh bán, để lo nuôi sống cho gia đình, cho vợ con. Trong cái thời gian đó đó thì thường thường đi thì có người vợ đi theo, người vợ đi theo để mà bơi xuồng cho anh xịt cá. Quý vị mình thấy đi, cái linh hồn của tất cả những loài cá này đó, nó là cái loài thỉ tộc. Thì hôm nay đó mình giết xác nó để đem ra chợ bán để nuôi sống con người của mình đó, thì cái nghiệp quả này nó gây rất là lớn quý vị. Không khác nào cũng như đó, mình ăn nước mắm mà mình đó, mỗi một lần mình vợt một cái là mình đem về đó, mình ủ đầy một cái hũ như vậy đó, thì bà con mình thấy đi, cái sanh mạng, toàn thể sanh mạng của chúng sanh đó trong đó không à. Đó. Mà thầy nói rõ cho mình biết đó, là cái sanh mạng này đó nó không khác là như mình đó. Cỏ cây cùng điểu thú chim muôn, nhân giới vật thì quần lai bổn tánh. Có nghĩa là mình cũng vậy, mà loài vật cũng vậy, mà cây cỏ cũng vậy. Thì bà con mình nên nhớ đi, giết vật mà nuôi sống cái đời mình đó, thì nghiệp quả này nó càng nhiều, càng gây nên nhiều quý vị. Thì để trở lại cái mẫu chuyện của anh xịt cá, rồi vào một cái thời gian anh là sống vào năm này qua năm kia để nuôi con nuôi vợ quý vị. Ngày nào cũng xịt đem về đầy giỏ, rồi nào là vài ký, 5-7 ký, có thất gì cũng 3-4 ký lô cá trắng cá đen quý vị. Mà anh xịt có lắm lúc đó bắt được thì bắt, còn không được thì cá nó chết ở dưới bờ dưới sông, vợt lên không được thì bỏ. Như vậy thì quý vị thấy đau lòng cho những cái linh hồn đã bị xịt chết, ngộp nước mà chết ở dưới sông. Vào một cái thời gian anh làm cũng mấy năm sau như vậy đó, thì một ngày nọ đó khiến là vợ anh ngày đó vợ anh không có đi theo anh để mà anh cho vợ anh bơi xuồng qua những cái cỏ rồi đó quý vị. Bữa đó thì cũng khiến thì anh đi lên tới ở trên khỏi nhà anh trong cái thời gian khoảng 1,5 cây số. Thì tự nhiên là anh xịt được cái số cá rồi anh mới ngồi anh nghỉ. Anh nghỉ thì bà con mình thấy đi, cái cây xịt mà thường thường á, khi người ta nghỉ rồi người ta mới gỡ cái dấu kẹp ra, cây kẹp ra đó thì nó không có còn giật. Bữa đó anh ngồi anh hút thuốc, cái anh ngã mình xuống dưới cái sạp xuồng đó, anh mới nằm đó. Gió hiu anh ngủ quên đi. Thì anh ngủ quên đi, thường thường á là cái cây xịt này đó, cái người mà ở đằng sau đó người ta bơi á thì người ta mới là kêu, thường thường người ta nhắc là người ta kêu tắt cái gỡ cây kẹp ra. Còn anh á, anh nằm anh ngủ quên, anh ngủ quên là mình gác hai cái cây mà xịt đó, một hai cái cây đó nó có hai cái cọng dây chì quý vị. Khi đó đó là anh quên gỡ cái kẹp đi, anh nằm anh ngủ quên, anh ngủ quên anh mới thò cái giò, mới đầu anh co rồi cái anh thò thẳng ra ở đằng sau đó.
Thì anh quẹt cái chân như vậy á, thì hai cái cây sắt này nó mới chập vô. Nó mới chập vô như vậy đó, là cái giò của anh, cái gót giò anh vừa thọt vô vừa tới đó, là điện nó giật anh, là nó hít vô trong cái cây xiệt luôn quý vị. Thì cái điện mà nó giật anh rồi đó, không thể nào la được. Mà bà con mình á, nhớ là khi mà điện mà nó có thấm nước rồi đó, một tay thì anh dãy văng xuống nước, thọt cái dưới nước, còn một tay một chân thì nó lại nó chấm vào cái đầu của cây xiệt thì không thể nào sống được. À, như vậy thì ở trên bờ bà con người ta nghe la một cái ớ như vậy thì người ta bước xuống dưới, ta pha đèn thì thấy chiếc xuồng trôi lình bình như vậy, mà còn anh thì nằm ở trên chiếc xuồng êm ru quý vị. Thì thấy như vậy thì người ta tá quạ lên, thì ở đây đó người ta cô bác người ta lợi đó, người ta không có dám xuống nữa, nhưng người ta bơi xuồng lại, người ta lấy cái dầm ta gạt ngang cái cây xiệt ngang, rồi người ta mới hất cái dây điện lên, thì lúc đó là không thể cứu chữa anh nữa được. Lúc đó là anh kể như là bị điện nó giật chết tại chỗ luôn. Thì quý vị mình nghĩ coi, đây là có phải là gây nghiệp là trả nghiệp không quý vị? Cũng như từ xưa tới nay đó, thì thường thường tôi nói là gây cái giết mạng người thì phải đền mạng. Nhưng mà hôm nay đó bà con nhớ là không phải là giết loài vật, mà một kiếp này mà nó sẽ trả một kiếp là thôi đâu quý vị. Kiếp này trả xong rồi tới kiếp khác. Mình trả làm sao 10 con vật là phải trả 10 kiếp, mà 1.000 con vật là mình phải trả 1.000 kiếp đó quý vị. Thì hôm nay tôi cũng có lời khuyên toàn thể cô bác và anh chị em gần xa, chúng ta hôm nay đó nên nhớ, mình sống ở trên thế gian này, mình phải nhớ là mình phải dưỡng con vật, mình thương vật cũng như cái loài người như vậy mới được, để cho cái nghiệp sát sanh này không còn, mình mới được gặp Phật, gặp Thầy. Chứ nếu còn sát sanh thì mình không thể nào được về cảnh giới của Phật nha quý vị. Thì cũng có vài lời để nhắn gửi với toàn thể cô bác. Nếu ai muốn trở về cái con đường giác ngộ, ai muốn trở về cái con đường Phật Pháp, thì chúng ta phải nên nhớ là cái nghiệp sát sanh này chúng ta phải dứt bỏ mới được về cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Kính thưa toàn thể chư quý vị, chúng ta hôm nay kể qua những mẫu chuyện nhân quả. Đây là cái mẫu chuyện kế tiếp, là chúng ta nên nhớ cái việc mà sát giết này đó, là hoàn toàn linh hồn mình sẽ đọa vào địa ngục. Mà cô bác hiện tại bây giờ đó nên nhớ đó, cái nhân quả sát sanh đó là nó sẽ linh hồn mình sẽ đọa vào tam đồ đó quý vị. Thì kính thưa tôi chư quý vị, cái mẫu chuyện kế tiếp thì đã xong. Và kể luôn cái mẫu chuyện thứ tư, và mẫu chuyện đây khoảng chừng cỡ mấy chục năm nay, trong cái thời gian năm 1962, có cái mẫu chuyện là cháu bé nó bị giết và nó sẽ lên đòi mạng. Và kính thưa quý vị, tại chợ Cái Đầm ngày xưa là ở Phú Tân, hiện tại bây giờ từ ở chùa Thầy trở về ở tây ngay chợ Cái Đầm, thì trong cái khoảng thời gian đó, thì lúc đó đó thì bà con người ta có nghe những cái mẫu cái việc mà thường thường nói là chà già bắt con nít ngày xưa đó quý vị. Mà cái người thời gian là cái người mà ở vùng Campuchia đó tản cư xuống để mà sống ở vùng Việt Nam của mình đó. Đó thì kính thưa toàn thể chư quý vị, trong cái thời gian đó là ở tại Dàm Cái Đầm, có ông chú, gia đình của ông ngày xưa đó con dâu rất đông, ông cũng có đất đai, trồng những cái ruộng rẫy. Nhưng có một điều kiện đặc biệt đó là ngày năm nào ông cũng có trồng về vấn đề một cái đám mía. Ông trồng một cái đám mía để mà cho bà con ăn, trong gia đình để là con cháu ăn đó quý vị. Thì trong một cái thời gian, cái giai đoạn mà ông trồng cái đám mía đó đó, thì buôn bán rồi vừa ăn uống ở trong cái gia đình sinh hoạt. Thì một ngày nọ thì ông ra sao mà ông thấy là cái đám mía ông lại mất.
Như vậy thì cái ngày đầu á, ông coi ông thấy mất nguyên một cái hàng đâu khoảng chừng cỡ 6 7 cây vậy đó. Thì ông mới tức quá, ông mới chở vô ông cũng nói sao bữa nay lại có cái vụ mà mía nó mất. Mà bà con mình nghĩ coi, mà mía mà nếu nó mất rồi á thì một hai cây không gì, qua bữa sau á thì ông thấy nó mất lại là chừng cỡ nguyên một hàng đó, theo độ khoảng chừng 10 cây nữa. Ông tức quá một ngày nọ đó. Ông mới là thường thường á, ngày xưa mà mấy ông già đi đồng đi vườn rồi đó, có một cái sắm một cái mác gọi là mác thông đúng không quý vị. Sắm một cái mác thông này để làm chi, có nghĩa là đi chặt cỏ hoặc là gặp những cái vật gì có thể cản trở thì mấy ổng là dùng cái mác mà bén lắm. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, vì vào cái thời điểm mà mất hai lần mía như vậy, ông quá tức đi. Ông mới cầm cái mác thông ông đi ra để cố ý để rình thử coi coi ai mà ăn cắp. À, trong cái thời điểm đó đó, cái người dân Việt Kiều ở trên Campuchia đó, cái người đó là những người ta khổ sở lắm. Cái người khổ sở mà ngày xưa đó không có cái việc như là từ thiện như bây giờ, giúp đời đồ này kia ít lắm. Như vậy thì mấy đứa nhỏ nó thèm khát. Với hai nữa gia đình của cái cô này đó cũng mới xuống đây sống ở dưới này, cũng không có quen biết ai. Cái nó lại đó, một ngày nọ đó nó lại nó ăn cắp mía mà liên tục hai lần, rồi nó ăn quen tới lần thứ ba. Thì ông ngồi ông rình, ông ngồi ông rình thì thấy thằng một thằng nhỏ thì nó vô nó chặt mía, còn một đứa thì quăng ra thì nó bó đằng, nó giác nó chạy đi. Thì ông thấy vậy ông tức quá đi, nó bó nó chặt thì 5 6 cây rồi, ông tức quá ông mới là cầm cái mác ông chạy lại. Quý vị, ông chạy lại thì ông thấy là thằng nhỏ kia thì nó thấy ổng rồi nó chạy, còn cái thằng mà lui cui đang mà chặt mía đó, ông mới chụp ngang là ngay chân cái tay nó giãy không được. Ông giận quá giận rồi, ổng mới nói là tao cho mày ăn cắp của tao. Thì ổng lấy cái mác đó quý vị, ổng lấy cái mác thì ổng đâm thằng nhỏ một giác, một mác dao, một cái mác là ngay chân cái hang cua này nè, là thằng nhỏ chết luôn tại chỗ. À, như vậy thì trong lúc đó là ổng giật mình rồi. Ổng thấy như vậy đó là cái cơn giận của ổng mà. À, bị thầy nói trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng gặp thịt con cấu xé tưng bừng, thân từng mảnh mới là thỏa dạ. Lúc đó nó hả dạ ổng rồi, nhưng mà ổng lúc đó ổng hối hận à. Thì thằng nhỏ kia nó chạy mất đi, về nó sợ quá nó cũng không nói gì hai anh em mà đó. À, như vậy thì thằng kia thì nó cũng cũng về đó, thì nó cũng không có nói gì hết trơn á, nó im gu vậy đó. Thì trong cái giai đoạn mà thằng nhỏ nó chết rồi đó, ổng mới giật mình, ổng mới lấy len, ổng mới đào, mới chôn ngay chân chỗ cái gốc đất của ổng, ngay chân chỗ cái trụ đá. À, nhưng lạ có một cái là khi mà ông mà chôn nhỏ rồi á, ông vô cái trại ông mới lập cái bàn thờ, ông mới để trong trại, ông mới để trong cái trại đó. Rồi như vậy là khi ông mỗi một đêm như vậy đó, ông phải đốt nhang đó. Ông mới đốt nhang rồi như vậy thì con của ông đó thấy cha mình làm những cái điều kiện sao nó lạ, mà hỏi ổng thì ổng nói thì cũng như thờ ông tà ông địa để độ cho mình làm ăn vườn tược vậy thôi con ơi, chứ không có cái gì đâu lạ. Thì cũng bỏ qua một cái thời gian vậy đó. Như vậy thì 1 năm, rồi 2 năm, 3 năm, tới 3 năm sau. 3 năm sau á, thì vào cái lúc mà ông ngủ ở ngoài giường đó, ông nằm chiêm bao, ông mới thấy là một cái thằng nhỏ nó đứng dậy, nó lên nó đứng ngay đầu nằm ổng á, nó trở về nó kêu ổng là ông, tôi báo cho ông biết trước đó, 10 ngày nữa tôi sẽ lên đây, và 10 ngày nữa tôi sẽ lên đây để mà tôi sẽ là đòi cái nợ ông giết tôi ngày xưa. Như vậy thì ở trong cái thời gian mà khi mà đòi con thằng nhỏ nó lên nó đòi ổng á, thì lúc đó là kể như hoàn toàn đó là ổng cũng không tin nữa quý vị. Qua cái đêm thứ hai nó cũng lên nó làm y vậy nữa, nó cũng kêu ông. Rồi qua cái đêm thứ ba đó, qua đêm thứ ba thì hoàn toàn đó là ông mới là nghe được nó báo ông như thế này: 10 ngày nữa ông đếm từ nhà ông lên đúng ở trên ngay chân chỗ cái nhà cuối cùng thứ 10 đó, thì tôi sẽ lên để tôi đòi cái nợ của ông.
Mà ông nên nhớ là khi mà tôi lên đây đó, ông phải nhìn cho kỹ là cái dấu vết của ông đâm tôi ngay chân chỗ hang cua tay trái nó vẫn còn nữa quý vị. À, như vậy thì nó dặn ông rằng cái hang cua tay trái nó có một cái bớt son đỏ như vậy đó, ông phải nhìn cho kỹ. Đó là tôi lên đây để tôi đòi nợ ông. Nhưng mà ông không bao giờ chạy sức đâu. Thì ông này ông là trở về, ông thức dậy, ông ngồi ông uống nước trà mà ông ngồi ông suy nghĩ như vậy á. Có phải đây là cái nhân quả mà mình giết người người phải đền mạng. Như vậy thì ông mới là về uống nước trà rồi ông chờ đợi ngày thứ nhất qua tới ngày thứ năm rồi tới thứ 10 là cái đêm đó là ông quyết tình. Ông quyết tình ông đi. Đúng vào 4 giờ sáng là ông phải lên ngay cái điểm nhà thứ 10 đó ông gặp tôi. Thì xin thưa quý vị, đây là một cái việc mà từ xưa tới nay cô bác, khi cô bác mà nghe được những cái việc này đó, đừng nên nóng giận mà gây nên cái nghiệp lực nghe quý vị. Thì ông đúng cái ngày thứ 10 vào lúc 4 giờ đó, ông mới thức sớm uống trà rồi ông mới lội từ ở dưới này, ông đếm lên 10 cái nhà là cái nhà thứ 10 đó quý vị. Chiếc ghe đậu ở dưới bến cái nhà thứ 10 là cái người mà Việt Kiều Campuchia đó, cái cô này cũng khổ lắm đó. Cũng khổ lắm. Mà ngày xưa đó, nói thêm cho quý vị biết, lúc mà thằng nhỏ bị giết rồi đó, thì người ta mới tầm ta kiếm, mà cái người ở Campuchia người ta xuống đây đâu có lạ nước lạ cái mà ta kiếm con người ta hoài không được, thì người ta nghĩ cũng như là bị mất tích gì, chứ đâu phải như bây giờ mà công an mà đi chi tầm rồi đi không. Rồi người ta kiếm hoài không được thì lâu ngày người ta cũng phải là bỏ qua, người ta kiếm hoài không được thôi người ta cũng bỏ luôn. Như vậy thì cho đến khi mà thằng nhỏ nó trở lại, thằng nhỏ mà nó nhắc đúng 10 ngày ông lên tới đó, thì lúc đó là cái bà mẹ của thằng nhỏ đó đó, là cái cô này đó, là cổ có thai, là đúng cái ngày đó là bà mụ lên đó là đỡ đẻ cho cái cô này đúng 4 giờ sáng. 4 giờ sáng là thằng nhỏ ra đời quý vị. Thì ông này ông vừa lên tới thì thằng nhỏ ra đời vừa khóc ngoa ngoa lên. Đó thì ông bước vô ngay chân chỗ chiếc ghe, thì ông mới bước vô ông nói ủa, bộ ở trên này có ai mới sanh hay gì? Bà mụ giường bà nói già có chú ơi, như vậy tôi mới đỡ đẻ cho cô này nè mà cổ khổ dữ lắm. Như vậy thì ông già ông mới giật mình rồi, ông mới thấy được những cái việc mà báo mộng như vậy đó, ông quá lo sợ rồi. Nhưng có một điều là ông chưa có tin là vấn đề sự thật, mà nếu đúng như vậy đó, ông vô ông coi thử coi. Ông lấy cái đèn á, ông gọi vô ngay chân chỗ cái vết của cái dấu bên tay trái của cái hang cua của tay trái của thằng nhỏ, thì ông thấy đúng là một cái bớt son đỏ quý vị. Như vậy thì ông mới biết được đây là một cái việc mà phải cái nghiệp ông sẽ tới. Thì xin thưa toàn thể chư quý vị, nhắc đến đây á, thì đây là một cái việc mà gây là phải trả nha. Ông mới về, ông mới suy nghĩ. Như vậy thì biết đâu mình gây thì mình hôm nay mình phải trả toàn thể những cái việc mình đã là nóng giận. Ông mới về, ông mới sinh con ông thôi. Bây giờ thấy cái cô này ở trên cái Campuchia xuống mà cổ sống ở đây khổ sở quá, thôi con ơi, thôi giờ cha nói với mấy con nhận nhỏ này làm cháu nuôi để mà lo giùm ta cũng tội nghiệp, thì cô này cũng làm con nuôi đi. Thì ở trong gia đình thì cũng nghe lời cha, thì nuôi dưỡng rồi cung cấp nào là gạo thóc cho cô này, rồi lo cho thằng nhỏ, rồi nuôi nhỏ như vậy đó, là sữa sùng đồ gán tiếp lên như vậy thì lo đầy đủ hết trơn. Nhưng lạ thay có một điều là khi thằng nhỏ mà sanh ra rồi đó, ông già trở về ông dẹp cái bàn thờ. Ông biết đây là một cái việc mà ông phải trả rồi, ông dẹp cái bàn thờ đó. Rồi ông mới lên tới lui ông lo săn sóc cho thằng nhỏ, rồi tới ngày thôi nôi đầy tháng, rồi lên tới 1 tuổi, 2 tuổi đó quý vị, 3 tuổi này này kia, ông lo, ông mua quần áo Tết nhất, ông lo cũng như người con ruột trong gia đình, như cháu ngoại vậy đó. Thì cho đến khi mà thằng nhỏ 6 tuổi, thì ông xin với cô này thôi giờ để đem nó về nhà, cũng như là nuôi mẹ con luôn, cũng như là nghĩ là cũng như con ruột trong gia đình, thì cô này cổ cũng đồng ý. Đây là một cái điều kiện là hy hữu quý vị. Đây là một cái điều kiện mà có thể là đem cái, đây là mình phải trả đó, cái nhân quả này mình phải trả. Thì đem nhỏ về cho đến năm mà nó lên 6 tuổi, rồi 7 tuổi, rồi tới 10 tuổi.
Nó như vậy thì một ngày nọ thường thường á, ổng đi đồng á, chiến nào mới đi ra ngoài vườn á, thì ổng cũng đem cái mát thông theo, rồi ổng mới là dắt nhỏ theo ở sau lưng vậy đó. Mà thường thường á, ở vườn ngày xưa người ta trồng nào là chuối, nào là đu đủ, nào là tất cả các đồ á, là ăn để khỏi cần mà đi chợ đâu quý vị. Thì vào một cái thời gian mà đi ra vô như vậy đó, qua tới cái giai đoạn mà đi ra chặt chuối, chặt đồ, đồ này kia về ăn, thì thằng nhỏ nó mới thấy ở trên cái cây đu đủ nó có một cái trái đu đủ chín, là nó ở ngay cái gốc đất của ông mà ngày xưa ông chôn cái xác của thằng nhỏ ngày xưa ông đâm đó quý vị. Đó, như vậy thì thằng nhỏ nó mới thấy, nó nói ông ngoại ơi, con thấy cái trái đu đủ chín kìa, ông bẻ cho con ăn đi. Thì ông già ông mới nói thôi giờ con dừng lại đi, rồi ông bẻ trái đu đủ cho con. Thì ông mới chuẩn bị lấy cái cây thọt, nó nói không, ông ngồi xuống đi rồi ông cõng con lên ở trên cái vai, rồi con mới là bẻ cho ông. Thì ngày xưa đu đủ nó cũng thấp chứ nó không có cao nghe quý vị. Thì ông nói thôi vậy cũng được, thôi con phóng lên vai ông ngoại đi. Thì ông mới lấy cái tay, ông mới cắm cái cây mát xuống bên tay trái nè. Ông mới nói thôi con, một tay ông cầm nhỏ lên, rồi nó mới phóng lên vai ông. Còn một tay này ông chưa có kịp nắm nữa. Như vậy thì ông đứng lên, thì cái tay của thằng nhỏ nó chụp cái mát, cái cán mát đó, đặng mà đứng lên để mà nó lấy cây, nó lấy lên nó thọt. Nhưng không ngờ khi mà ông đứng lên đó, nó cầm cái mát nó thọt trái đu đủ cái gì, nó thọt trái đu đủ, gớt cái trái đu đủ nó dính ở trên cái chót mát đó, thì nó gục cái mỏ mát xuống như vậy, gớt trái đu đủ ra thì nó quẹo ngang đó, nó thọt cái mũi mát nó trúng vào cái hàng cua tay trái của ông, đó là ông lật ngang đó, thì máu me nó văng nó chảy ra lai láng ở trên. Thì lúc đó nhỏ tá quạ lên, la lên, thì trong nhà con cái súng ra đem ông vô, la lên đó thì đem vô đó, thì ông nằm đó như vậy đó, thì trị thuốc đồ này kia đó, cầm máu rồi nó cũng không có hết nữa. Thì kính thưa quý vị, lúc đó là ông đã biết được cái nhân quả của ông mà ngày xưa ông đã gieo, hôm nay đúng cái ngày giờ nó lên để nó trả đó. Thì ông vô đó, ông mới kêu thôi con ơi, bữa nay đó cái phần số của ba đã tới rồi, thì các con ngồi đây đi, rồi cầm máu là cầm máu chứ cha không có sống nổi gì, cái hang cua này đó là đâm vô nó sâu lắm quý vị. Thì ông nói với cha đó là không thể nào sống được, nhưng hôm nay cha cũng nói với mấy con biết là ngày xưa đó, ông mới kể hết cái đầu đuôi khi giết thằng nhỏ, rồi đó là ông đem xuống, ông mới thầm lén ông chôn thằng nhỏ, hôm nay nó đòi mạng đó là cái thằng cháu, là cháu ngoại của ba bây giờ đây. Thì bây giờ cha nhắc nhở tất cả các con, từ đây sắp tới đó, cái nhân quả này đó, các con nên nhớ sống ở đời đó, là có gieo là có trả nha con. Thì hôm nay đó, cha nói với con là phải nuôi thằng nhỏ này cho đến ngày khôn lớn, rồi tạo dựng gia đình đó, để lo cho nó ăn học. Đây là một cái việc cha làm mà ngày xưa, hôm nay cha phải trả thôi. Bây giờ mấy con đi ra ngay dân chỗ cái gốc đất, chỗ cái trụ đá đó, bề trên đó đó, mấy con đào lên đó, hiện giờ coi chừng còn cái xương đó. Mà thật ra đúng vậy đó quý vị, khi mà con ở trong gia đình mà các vị đó mà ra đào lên, thì còn tất cả những cái bộ xương, còn đồ sọ đồ này kia nó còn ở đó đó. Thì ông nói là từ đây sắp tới là con ở trong gia đình đó phải nuôi thằng nhỏ này và lo cho nó ăn học, cho tạo dựng gia đình cho đến ngày kết thúc các con. Thì con của ổng ai cũng phải nghe lời ổng hết. Thì trong cái thời gian có mấy ngày sau là ông đã tắt thở, không có thể nào sống được đó. Kính thưa quý vị, thì cái mẫu chuyện nhân quả có nghĩa là giết người thì phải đền mạng, hôm nay kết thúc. Cuối lời cũng xin kính chúc toàn thể cô bác và anh chị em, cô bác được trí huệ phát khai, bồ đề tâm tinh tấn, vững bước tu hành, và nhớ là lời Đức Phật Đức Thầy đã chỉ dạy, luật nhân quả thật là câu diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Chúng ta nên nhớ cái nhân quả này đó, từ xưa tới nay không có lọt, không có chạy sức được. Thì hôm nay đó, đời xưa quả báo thì chày, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Thì hôm nay đó, nếu quý vị có nghe được cái clip này,
rồi có nghe được những cái mẫu chuyện của nhân quả này, thì kính chúc toàn thể chư quý vị hồi tâm tỉnh ngộ, và những người sát giết hôm nay cô bác nào có hành nghề sát sanh thì cũng nên dứt bỏ để trở về con đường tu nẻo đạo, trở về cái con đường chánh đạo mà Đức Phật, Đức Thầy đã dạy. Hôm nay kính thưa toàn thể quý vị, đến đây đã kết thúc những mẫu chuyện nhân quả. Kính chúc toàn thể chư quý vị bước đường hành đạo trí huệ phát khai, để dẫn bước tu hành cho ngài diện kiến Đức Phật, Đức Thầy, Long Hoa Hội, và được trở về trong một cái kỳ kết thúc ở trong cái hội Long Hoa, vô cửa của núi Ông Cấm. Chúng ta trở về đó để trong cái thời gian mà gặp Phật, gặp Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.